Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham gia chủ trì có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, các đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới và Bùi Tuấn Quang. Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có đổi mới, chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của công tác dân vận, kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên phù hợp với thực tiễn từng địa phương đơn vị. Hệ thống dân vận các cấp đã chủ động phối hợp tốt với chính quyền, các cơ quan ban ngành tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tham gia tích cực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều ban dân vận các tỉnh thành ủy đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới, tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức biểu dương khen thưởng nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu để lan tỏa những cách làm hay sáng tạo như Sơn La, Bắc Cạn, Vĩnh Long, Đà Nẵng, vân vân. Theo số liệu tổng hợp thống kê, cả nước có 139.000 mô hình đăng ký, số mô hình được công nhận là hơn 36.180 tập thể, hơn 16.180 cá nhân.